chúng ta cũng đã biết ngày hôm nay là ngày 1 tây tháng 4 nghĩa là ngày cá tháng 4 ở Hoa Kỳ Tôi không biết lúc các bạn xem video này là ngày 2 tháng 4 rồi nhưng mà ngày hôm nay là ngày 1 tháng 4 cho nên các bạn thấy là cá tháng 4 ở Hoa Kỳ là một trong những cái ngày lễ mà người ta thường thích Uh, nói dối nói đùa cho nên các bạn xem những thông tin nhất là trên để các bạn cần phải cẩn thận như là các bạn thấy là ngày sáng ngày hôm nay đây thì Peter Schiff một trong những người mà rất là ghét Bitcoin tuy nhiên con của Peter Schiff là một trong những người mà lưu trữ nhiều Bitcoin nhưng mà Peter Schiff là một người mà đầu tư rất nhiều vào trong thị trường vàng và có những cái mỏ đào vàng cũng như là công ty bán vàng cho nên đương nhiên Peter Schiff không có thích Bitcoin nhưng mà các bạn thấy được là sáng ngày hôm nay thì Peter Schiff chia sẻ là ông ta đã sai khi mà suy nghĩ về Bitcoin Có nghĩa là ông ta đã sai về Bitcoin rồi Ý nói là Peter Shipp biết mình đã sai khi mà suy nghĩ xấu về Bitcoin Nhưng mà đương nhiên hôm nay ngày 1 tháng 4 trên hình đây à, Tôi nghĩ chỉ là à, một lần nói đùa của Peter Shipp mà thôi Giống như thường đã chia sẻ trên những mạng xã hội là Peter Shipp có thể chỉ nói đùa tại hôm nay ngày 1 tháng 4 Nhưng mà trong thực tế thường nghĩ là trong lòng Peter Schiff cũng đã biết là ông ta đã sai rồi Ông ta chỉ mượn cái ngày cả tháng tư một tháng tư này để có thể là lẫn lộn với nhau để mà chia sẻ cảm nghĩ thực sự của mình về bitcoin và thôi thì các bạn cũng đã biết là Peter đối với thuận thì đã sai rất lâu rồi sai từ khi mà kêu gọi bitcoin là bong bóng không có giá trị từ khi bitcoin chỉ có 17 đô mà thôi các bạn có nghĩ đi từ 17 đô mà Peter đã gọi bitcoin là bong bóng là một vật không có giá trị không thể so sánh với vàng được thì các bạn thì được là Peter không chỉ sai về bitcoin mà cũng đã sai khi mà đi khắp nơi loan truyền thông tin về khủng hoảng tài chính kế tiếp sau khi mà chúng ta có khủng hoảng tài chính năm 2008 đó thì Peter đã liên tục nói mọi người sẽ khủng hoảng tài chính kế tiếp và Peter là một trong những người mà coi như cũng đã đoán được khủng hoảng tài chính của năm 2008 và từ đó nổi tiếng nhưng mà sau đó bắt đầu năm 2011 lại tiếp tục kêu gọi khủng hoảng tài chính và quan hệ được là 10 năm qua thì thị trường đã tăng trưởng như thế nào các bạn cứ nghĩ đi cái số tiền mà người ta bỏ lỡ cơ hội để kiếm được trong vòng 10 năm qua là bao nhiêu khi mà nghe những lời khuyên của peter ship và các bạn nên nhớ là đồng hồ chết cũng có thể báo đúng giờ một ngày hai lần đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái thông tin này kế tiếp thì các bạn thì được là hôm qua thì trước khi đi ngủ thường cứ để cái chữ là ethereum, tại vì um, ethereum thường muốn chia sẻ rất nhiều nhưng mà hôm qua lại buồn ngủ quá, nên cũng không có thời gian để mà đánh hết tất cả những gì mà à, thường muốn chia sẻ, thường chỉ muốn các bạn lưu ý đến ethereum mà thôi. tại vì ethereum là một trong những đồng mà thường vẫn còn rất là tin tưởng và các bạn có thể biết là trong danh mục đầu tư của thường ngoài chip bitcoin ra, ethereum là đồng đứng là thứ nhì và không phải chỉ mới đây, các bạn có thể là nhìn vào những cái video, những cái facebook post thường chia sẻ trong vòng bốn năm qua thì bitcoin lúc nào cũng đứng cái mảng đầu tiên và thứ nhì nhiều nhất đó chính là Ethereum đứng sau lưng Bitcoin. Đây là những gì mà Thuận đã chia sẻ rất lâu và rất lâu rồi. Thì ai cũng biết là Thuận yêu thích Ethereum và Bitcoin như thế nào. Bitcoin trước thì tìm làm sao bây giờ thì đường này chia sẻ bạn là bây giờ thì dễ dàng để mà nói về tìm và bitcoin nhưng mà cách đây 4 năm không dễ dàng rồi các bạn tại vì lúc đó à, thời điểm đó quá mới chúng ta có những cái half fork đến từ bitcoin như là bitcoin à, cash các bạn có bitcoin sv sau đó chúng ta có những cái bitcoin go vân vân và tìm thì nhiều người vẫn tin tưởng tìm classic đã sẽ có thể xóa ngồi tìm cho nên các bạn thấy được là thời điểm năm 2017 năm 2018 nó rất là hỗn loạn cho nên tin tức nó bị nhiễu loạn và nhiều người thì cho là thường tin tưởng vào Bitcoin và Ethereum thì quá lỗi thời nhưng mà các bạn thấy được là 4 năm qua thì Bitcoin và Ethereum vẫn đứng hàng thứ nhất và đứng hàng thứ nhì và hai đồng cũng vốn hóa nhiều nhất hiện bây giờ thì Ethereum như bạn hỏi thường là bây giờ thường còn tin tưởng Ethereum hay là không khi mà chúng ta nhìn vào những cái hệ thống mới chúng ta nghe nói tới như là Binance Smart Chain hay là cái sự phát triển của Cardano thì thường vẫn tin Ethereum là một trong những mạng mà sẽ phát triển rất mạnh sau này cho nên thường vẫn tiếp tục chung bình giá rất nhiều về Ethereum thời điểm này và nói tới Ethereum thì chúng ta có thể biết là một trong những cái thông tin gần đây đó chính là cái tin đồn liên quan tới mạng lưới của Ethereum có thể bị tấn công 51% hay là không thì tin đồn này đã bắt nguồn từ các bạn cũng đã biết là một cái cập nhật gọi là EIP 1559 Thì đây là một bài viết được chia sẻ bởi tạp chí Forbes ngày hôm nay à, Bài viết này cũng khá dài và phần lớn là bắt đầu là nói về cái sự hoạt động của Ethereum như thế nào khi các bạn ở gửi Ethereum thì các bạn cần phải có đồng Ether để mà trả cái phí gas Và cái phí gas bây giờ đó là một cái hệ thống gọi là cái hệ thống là ai trả nhiều Ai trả trước thì được đi trước Có nghĩa là các bạn muốn giao dịch của mình mà đi trước những giao dịch khác đó Giao dịch nhanh chóng thì các bạn phải trả cái phí gas cao hơn khi mà mạng lưới bị tắt nghẽn thì điều này đó làm cho mọi người cứ liên tục đấu giá cái phí gas cao, mà cao hơn để có thể giao dịch được lạ hơn. Đương nhiên điều này không tốt đối với mạng lưới tại vì nhiều người phải trả cái phí rất là cao như các bạn có biết là nhiều khi các bạn sử dụng ether phải trả cái phí lên tới hai mươi mấy 30 đô, thậm chí như mà nào mà thích sử dụng những ứng dụng DeFi có thể trả cái phí lên tới là cả trăm đô, hơn con số đó nữa. Thì một trong những cái giải pháp ngắn hạn bây giờ đó chính là chúng ta thấy có một đề xuất gọi là EIP 1559 thì đề xuất EIP 159 này đã được giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn tại vì chúng ta cũng đã nói khá nhiều ở trên channel này về cái đề xuất EIP 1559 nếu như mà các bạn lên trên channel Thuận Capital và các bạn à, tìm kiếm cái chữ là EIP 1559 các bạn sẽ thấy được là thường có rất nhiều những video chia sẻ chi tiết nhưng mà điều mà thường muốn nói với các bạn đó là một trong những cái sự nhầm lẫn mà thường thường hay thấy đó chính là nhiều người lẫn lộn EIP 1559 này với lại những cái đề xuất những cái cập nhật mà khiến cho mạng lưới của Ether có, có thể là hoạt động nhanh hơn như là các bạn thấy là Optimism Grow Up mà đã bị trì hoãn cho đến tháng 7 thì EAP 1559 này đó, cái cốt lõi là để giải quyết cái vấn đề liên quan tới phí gas quá mắc thì EAP 1559 này đó, nó một cách đơn giản là sẽ thay đổi cái cách hoạt động của cái phí gas sẽ chia ra làm hai phần, một phần gọi là phí căn bản, một phần gọi là có phí trả thêm phí căn bản đó thì sẽ được thay đổi theo cái mạng lưới có nghĩa là mạng lưới à, tắt nghẽn thì phí nó sẽ tăng lên mạng lưới mà đang rảnh rỗi thì cái phí nó sẽ à, bị điều chỉnh xuống cho nên mọi người khi mà sử dụng không cần suy nghĩ nhiều là cần phải trả bao nhiêu phí để được à, giải quyết vân vân cái phí nó sẽ tự thay đổi điều này sẽ làm giảm đi cái áp lực mà mọi người đấu giá sẽ khiến cho cái phí Ether sẽ không có đi quá xa À, với lại cái phí cần thiết và đương nhiên những bài nào mà cần giải quyết gấp giải quyết nhanh thì có thể trả thêm một cái phí gọi là cái uh, phí trả thêm thì điều khác biệt ở đây đó là những cái thợ đào sẽ nhận được cái phí thấp hơn khi mà cái đề xuất EIP 159 này là được thực hiện và bây giờ đó chứng đoán là cái đề xuất này sẽ được thực hiện cùng với lại cập nhật tháng 7 này của Terminium đó chính là cái London Harford thì cái London half phút này là tháng 7 chúng ta có một cái half phút tháng tư này gọi là Berlin Berlin sẽ có một số những cập nhật khác nhưng mà không phải là cập nhật EIP 1559 EIP 1559 này sẽ cập nhật vào tháng 7 của năm nay thì khi mà có cái cập nhật này rồi đó thì cái phí trên mạng lưới của Ethereum cái phí căn bản sẽ bị đốt đi có nghĩa là sẽ bị xóa đi khi mà sau khi mà giao dịch xong thì thời đầu chỉ có thể nhận được cái phí mà thêm thôi có nghĩa là cái phí người ta trả thêm thời nào có thể nhận nhưng mà cái phí căn bản sẽ bị xóa đi sẽ bị đốt đi có nghĩa là làm giảm đi cái số lượng ether trên hệ thống và đương nhiên những nhà đầu tư rất là thích cái yếu tố này yếu tố này đương nhiên không phải là cái yếu tố chính thức liên quan tới tại sao lại có EAP một năm chín nhưng mà nhiều nhà đầu tư rất là thích tại vì cái yếu tố này sẽ dẫn đến là giá cả có thể tăng tại vì làm giảm đi cái nguồn cung của Ethereum nếu như mà có nhiều giao dịch thì điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là những thứ đầu đương nhiên là không có thích cái đề xuất EAP một năm chín này nhưng mà những nhà đầu tư những người mà làm việc cho Ethereum thì rất là thích tại vì cái đề xuất này có thể làm cho tăng giá của Ether và giải quyết được cái vấn đề liên quan tới các phí cao thời điểm hiện bây giờ thì những thợ đào bây giờ đó là đang hợp lại và có một tin đồn họ sẽ hợp lại để mà tấn công 51 phần trăm cái uh, hệ thống của Telegram thì tấn công 51% là như thế nào thì các bạn có thể xem một cái video Thuận đã làm uh, chi tiết hơn khi các bạn lên trên uh, YouTube của Thuận Cap rồi các bạn bấm vào 51% mặt khác các bạn sẽ thấy được là tấn công 51% giải thích một cách đơn giản là như thế nào và khi mình tấn công 51% đó có nghĩa là các bạn có thể là khống chế được cái hệ thống blockchain trong thời gian ngắn hạn mà thôi chứ hoài dài hạn các bạn tùy theo là có bao nhiêu tốc độ đào, các bạn khống chế một thời gian ngắn hạn để có thể à, các bạn làm những việc như là các bạn chi tiêu gấp đôi hay là các bạn có thể là thay đổi vị trí của những cái lốc à, Đó là cái hậu quả của tấn công 5 Nhưng mà à, trên căn bản tấn công 5 trăm dài hạn thì chưa hề xảy ra trên những mạng lưới, ngay cả những mạng lưới mà dễ dàng bị tấn công 5 trăm như là team classic. Thì cho dù đã bị tấn công 5 trăm 3 lần nhưng mà thời gian tấn công 5 trăm xong đó thì cũng nhanh chóng là các bạn thấy được là cái tốc độ đào thật cũng đã trở lại và cuộc tấn công cũng đã chấm dứt chứ không hề nào mà kéo dài được tại vì rất là tốn kém chứ đừng nói tới như mạng lưới mà lớn hơn như là tây nguyên nếu muốn tấn công năm trăm đó thì sẽ rất là tốn kém và điều mà quan trọng đây thường muốn nói với các bạn đó là nhiều bạn lo lắng về tấn công năm trăm nhưng mà câu hỏi bây giờ là những thời đào thứ nhất là tấn công năm trăm có thực hiện được hay là không thì đương nhiên trên lý thuyết là thực hiện được các bạn chỉ cần là có đủ tốc độ đào để tấn công mạng lưới mà thôi nhưng mà muốn có đủ tốc độ đào đó thì những cái thợ đào mà muốn tấn công năm mươi phần trăm phải lấy được hay là họ phải mướn được cái tốc độ đào của những người mà sẽ bán cho họ để họ có thể có đủ tốc độ đào để mà tấn công mạng lưới chứ không thể nào dễ dàng mà họ đi thu mua máy sau đó tấn công năm phần trăm được bây giờ họ cần phải mua lại những cái máy đang có sẵn để có thể tấn công năm phần trăm và điều đầu tiên là có người bán cho họ hay không đó điều tiền chứ dù là có đủ người bán cho họ nữa, họ thực hiện cái tấn công 5% này để làm gì? Thứ nhất là rất là tốn kém, thì họ được lợi gì? Và thứ nhì, cho dù là họ tấn công 5% thành công đi nữa, chưa chắc là thành công nhưng mà đã thành công rồi thì ra sao? Họ vừa tốn tiền, thứ nhì nữa là nếu tấn công 5% thì chẳng khác nào và thường nghĩ là họ tự đạp chân cơm của họ, tại vì tấn công 5% thông thì giá của tờ có thể là bị ảnh hưởng rất xấu, khiến cho giá cả có thể đi xuống, thì giá cả đi xuống thì họ được lợi gì các bạn thấy là họ là những người mà đầu tư rất nhiều để mà đào Ethereum thì bây giờ hai từ xuống à, họ tấn công thành công thì họ được lợi gì có thể là họ tấn công thành công để có thể là đưa một cái thông điệp là họ không đồng ý nhưng mà các bạn thấy được là mạng lưới của Ethereum đó thì cái đội phát triển ý từ đã rất là quyết tâm về cái EIP 1559 này và thứ nhì nữa là trên căn bản cái con đường dài hạn của Ethereum đã được có từ cách đây rất lâu, được có cách đây là 5-6 năm rồi Đó chính là Ethereum sẽ chuyển từ hệ thống đào, hệ thống Proof Work qua hệ thống Staking, hệ thống cổ phần Thì hệ thống nào tốt, hệ thống nào xấu đó thường sẽ không bình luận ở đây Tại vì đó là một cái video rất là dài Cái nào lợi, cái nào hại và có rất nhiều những cái suy nghĩ khác nhau ở trong cộng đồng của crypto Nhưng mà trên căn bản đây đã là cái tuyến đường của Ethereum đã có từ rất lâu Cho nên cho dù có EAP 159 hay nữa hay là không có thì mạng lưới Ether sau này cũng sẽ chuyển qua thành một cái hệ thống staking và khi mà điều đó xảy ra thì những thời đào sẽ không kiếm được tiền trên mạng lưới của Ether nữa tại vì đã không còn đào nữa cho nên nếu như mà họ cứ cố chấp tấn công 50% thì sẽ dẫn đến là người ta sẽ kiếm cách tìm cách để mà nhanh chóng có được Ether 2.0 thì lúc đó họ không những là kiếm ít mà không còn kiếm được gì nữa đó là điều rất quan trọng và điều khác nữa như người nói là như thế nào có thể đào bỏ đào ethereum vì họ bất mạng, họ có thể qua đào những cái mạng lưới khác điều này đương nhiên là có thể các bạn thấy là những thời đào trên mạng lưới của ethereum có thể là đi đào những đồng như là ethereum classic etc etc là một đồng mà đã tách rời ra khỏi mạng lưới của ethereum sau cái vụ đào hát của năm 2016 à, sau đó thì các bạn cũng đã biết là cộng đồng ether đã bị chia rẽ làm hai một bên thì nói là sau cái vụ hát đó thì không thể hoàn tiền cho mọi người tại vì đó không phải là cách hoạt động của blockchain thì À, mọi người tin tưởng vào cái lý thuyết đó thì rời khỏi Ethereum và thành lập Ethereum Classic và Ethereum chúng ta biết bây giờ là cái Ethereum đã hoàn trả cái số tiền của đau hát đây là cách giải thích đơn giản về tại sao chúng ta có Ether và Ethereum Classic thì các bạn thấy được là mạng lưới nào mà trả tiền nhiều Thì những thợ đào sẽ qua mạng lưới đó Thì nếu như mà mạng lưới tên classic mà có thể là có được nhiều tiền Thì họ đã qua đào từ lâu rồi Cái vấn đề đây đó là thợ đào họ kiếm được là tại vì cái giao dịch cái nhu cầu trên mạng lưới của team thực sự rất là nhiều cho nên họ mới kiếm được nhiều tiền bây giờ khi họ qua team classic họ có thể kiếm được rất ít tiền cho nên trên trang bản đó, thường cảm thấy đây chỉ là những cái tin phết mà thôi thường không có um, lo lắng nhiều về cái việc mà thợ đào họp lại và tấn công năm phần trăm tại vì thường cảm thấy là thợ đào những cái xưởng đào là những cái xưởng lập ra để mà kiếm tiền đó là một cách kinh doanh họ không thể nào mà vì một cái lý tưởng như vậy có thể là một số người nhưng mà phần đông sẽ không thể nào vì một cái lý tưởng như vậy à, để mà tự đạp đổ chân cơm của mình đây là cái suy nghĩ cá nhân của thùng mà thôi và đương nhiên bây giờ thì có thêm một cái đề xuất nữa gọi là đề xuất ba ba sáu tám thì đề xuất này nói là bây giờ đó thì trong tạm thời có thể là cho cái thời đào có thêm Ethereum một block thay vì là mỗi block bây giờ đó là thời đào có thể đào được là hai Ethereum thì mỗi block bây giờ có thể cho thời đào làm ba Ethereum đi nhưng mà sau 2 năm thì từ 3 sẽ giảm xuống còn số 0 đề xuất 3366 này cũng đã được nói tới trong gần đây nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là đề xuất mà đã được chứng nhận là sẽ có trong cái cập nhật tháng 7 này uh, cập nhật London đó chính là đề xuất EIP 1559 cái đề xuất mà đốt cái phí giao dịch để mà nhằm quản lý cái phí giao dịch của Premium các bạn nghĩ sao về thông tin này các bạn hãy comment dưới đây là một trong những điều mà rất nhiều bạn hỏi thường cho nên tôi muốn dành nhiều thời gian để mà chia sẻ về cái đề tài này